Một nghiên cứu mới đây của Viện Công nghệ Israel và Trung tâm Y tế Kamen đã tìm thấy mối liên kết giữa việc sử dụng điện thoại di động và chất lượng tinh trùng. Họ đã thực hiện một cuộc nghiên cứu với 106 người đàn ông trong suốt một năm và nhận thấy 47% những người để điện thoại trong túi quần có số lượng tinh trùng thấp so với 11% dân số nói chung. Những người sử dụng điện thoại trong khi sạc nói chuyện điện thoại quá 1 giờ đồng hồ và để điện thoại ở đầu giường trong khi ngủ có số lượng tinh trùng giảm đi đáng kể. Giáo sư Martha Denfield của Đại học Thanh Niên cho biết, nhiệt lượng tỏa ra vào hoạt động điện từ của điện thoại di động là nguyên nhân gây ra tình trạng nấu chín tinh trùng.